Nhã Phương tiết lộ kế hoạch sinh nhiều con với Trường Giang, hé lộ giới tính nhóc tỷ tiếp theo. Tại một sự kiện mới đây, Nhã Phương đã tiết lộ kế hoạch sinh con với Trường Giang trong tương lai. Nhã Phương và Trường Giang là một trong những cặp đôi đẹp của Vbiz, không chỉ thành công trên con đường nghệ thuật với việc tạo ấn tượng trong các dự án, chương trình truyền hình mà mình tham gia. Cặp đôi còn được biết đến nhiều khi sở hữu hạnh phúc hôn nhân viên mãn cùng nhóc tỷ đầu lòng. Mới đây nhất tại họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc của Quân A, về Nhã Phương đã có những chia sẻ đáng chú ý về kế hoạch sinh thêm con với ông xã. Theo đó, khi được hỏi về việc tìm thêm con sau nhóc tỷ đầu lòng, Nhã Phương cho biết không chỉ một mà cô mong muốn có thêm nhiều con. Đương nhiên là có kế hoạch rồi vì vợ chồng Nhã Phương rất thích con, rất thích em bé, hy vọng ông trời không chỉ cho mình hai, ba mà sẽ nhiều con. Tùy theo khả năng thu nhập mà mình sẽ cân đối, nói chung là Phương rất thích có con, Nhã Phương chia sẻ. Về giới tính của nhóc tỷ tiếp theo, Nhã Phương cho biết Trường Giang rất thích con gái, Nhã Phương muốn có trai có gái, còn chồng Phương rất là thích con gái. Tuy nhiên nói chung là dù trai hay gái cũng được. Khi được hỏi về việc cả hai đều là những nghệ sĩ có tiếng, liên tục chạy show thì kế hoạch sinh thêm em bé sẽ được sắp xếp như thế nào, Nhã Phương cho biết. Khi nào Nhã Phương và Trường Giang có kế hoạch thì sẽ thông báo cho mọi người và hy vọng Nhã Phương sẽ có nhiều con trong tương lai. Cũng tại sự kiện, Nhã Phương đã có những chia sẻ về kế hoạch ăn cưới của hai vợ chồng vào ngày 10 tháng 10 tới. Cô cho biết do lễ cưới của Diệu Nhi, anh Tú trùng ngày với một người bạn thân của Nhã Phương là Liêu Hà Trinh nên cả hai vợ chồng sẽ chia nhau ra để đi. Hai vợ chồng Phương sẽ chia đôi vì hôm đó là một ngày rất quan trọng đối với người bạn thân của Phương, đó chính là Liêu Hà Trinh. Hôm đó thì một người chắc ở Phan Thiết và một người chắc ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng mong là ai cũng có một cuộc sống hạnh phúc, dù có chồng rồi nhưng vẫn luôn luôn xinh đẹp, Nhã Phương tiết lộ.